X51 Story mến chào quý thính giả. Có lẽ bạn biết tờ tiền 100 đô la Mỹ của Mỹ là loại tiền có mệnh giá lớn nhất ở Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, còn có những điều thú vị khác liên quan đến tờ tiền này mà có thể bạn chưa biết. Nhiều người Việt Nam thích tờ 100 đô của Mỹ, nhưng chắc không mấy ai tò mò tự hỏi, chân dung trên tờ tiền này là ai? Một số người đoán có lẽ đó là một vị tổng thống nào đó của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Thực ra đó không phải chân dung của tổng thống nào của Hoa Kỳ, mà là chân dung của một người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ còn hơn hầu hết các tổng thống. Đó là một người khổng lồ của lịch sử nhân loại, một người đa tài, một nhà phát minh và sáng chế hàng đầu, một nhà kinh doanh tài ba, một nhà tư tưởng xuất sắc, một chính khách lỗi lạc, một trong những người cha lập quốc tiếng Anh là Founding Father và anh hùng dân tộc của Hoa Kỳ. Trong lịch sử nhân loại khó có ai có thể sánh được về tài năng và ảnh hưởng với con người này. Ông là Benjamin Franklin. Benjamin Franklin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1706 tại phố Mill, Boston. Cha ông, Josiah Franklin, là người làm nến, xà phòng và bán hàng tạp hóa. Mẹ ông là vợ thứ hai của Josiah. Benjamin là con thứ 15 trong 17 người con của cha mình. Do việc làm ăn của người cha sa sút, năm lên 10, Benjamin buộc phải thôi hẳn việc học ở trường. Năm 12 tuổi, Ben bắt đầu làm công việc của một thợ in cho xưởng in của anh trai James. Do ham học, cậu đọc ngấu nghiến mọi thứ sách báo cậu có được. Năm 1721, James Franklin lập ra một tờ báo lấy tên là New England Courant. Đây được coi là tờ báo độc lập đầu tiên ở xứ sở này. Khi đó, Ben tỏ ý muốn làm một người viết bài cho báo nhưng bị từ chối. Cậu bèn gửi bài theo bưu điện với bút danh là Mrs. Silent Dogwood, có vẻ như của một mệnh phụ. Và thật bất ngờ, những bài của cậu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nó nêu ra những vấn đề xã hội mà rất nhiều thành phần quan tâm. Tuy nhiên, James đã rất khó chịu khi phát hiện ra tác giả của những bài viết này chính là thằng oắt em trai mình. 17 tuổi, Benjamin bỏ nhà tới Philadelphia để tìm việc làm. Những năm sau đó, chàng trai phải vật lộn mưu sinh. Chứng kiến sự trì trệ của xã hội, năm 1727, Franklin lập ra một hội lấy tên là Junto, gồm những người thợ và thương nhân hy vọng hoàn thiện chính mình đồng thời hoàn thiện cộng đồng. Việc xuất hiện của Junto châm ngòi cho phong trào hình thành các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác nhau ở Philadelphia. Một trong những hoạt động quan trọng của Junto là đọc sách. Để có những sách cho mọi người đọc, Franklin đã lập ra Library Company of Philadelphia, công ty thư viện Philadelphia. Tiền mua sách do các hội viên đóng góp và các độc giả trả phí khi mượn sách. Công ty này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một trong những thư viện vĩ đại nhất thế giới. Năm 1730, Franklin thành lập xưởng in của riêng mình, đồng thời lập ra tờ báo The Pennsylvania Gazette. Tờ báo này nhanh chóng trở thành diễn đàn bàn về việc cải cách xã hội. Với tư cách chủ bút và là người viết những bài quan trọng đề xuất những tư tưởng cách mạng, Benjamin Franklin nhanh chóng có được uy tín của một nhà cải cách thông thái. Cùng năm, Franklin nhận là cha của một đứa bé tên là William và không cho biết mẹ nó là ai. Ông đã nuôi William cho đến khi người này trưởng thành và được chính ông dàn xếp để làm thống đốc New Jersey rồi trở thành nhân vật hoàn toàn bất đồng chính kiến với ông. William là người bảo hoàng, trong khi Benjamin Franklin là nhà cải cách. Tháng 9 năm đó, Franklin kết hôn, không hôn lễ, với bà Deborah Reed, người đã từng có hai đời chồng. Sau này, họ có với nhau hai người con. Năm 1731, Franklin trở thành một trong những nhà lãnh đạo của Hội Tam Điểm ở Mỹ. Ông bắt đầu viết sách về tôn chỉ và hoạt động của hội này. Năm 1743, ông sáng lập Hội Triết học Mỹ. Trong những năm tháng đó, vốn kiến thức mà ông tích lũy được về khoa học và kỹ thuật đã đưa ông lên tầm một nhà khoa học thực thụ. Ông phát hiện ra là có hai loại điện, gọi chúng là điện âm và điện dương. Ông nêu ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Ông phân loại được các chất thành chất dẫn điện và chất cách điện, nhờ đó đã không gặp nguy hiểm về tính mạng khi thu điện từ các đám mây. Ông là người đầu tiên phát hiện ra sự khác nhau giữa hướng gió trong cơn bão và hướng di chuyển của cơn bão, một điều rất quan trọng đối với dự báo bão. Ông tìm ra nguyên lý làm lạnh bằng hiện tượng bay hơi và đã tạo ra được nhiệt độ âm 14 độ C trong môi trường mùa hè bằng cách cho ether bay hơi. Ông có những sáng chế đi vào lịch sử khoa học kỹ thuật. Trong số đó có cột thu lôi, kính hai tròng, lim, kính hai tròng, ống thông tiểu mềm. Năm 1753, Franklin được trao tặng huy chương Copley của Hội Hoàng gia Anh giống như Viện Hàn Lâm Khoa học. Năm 1762, ông được Đại học Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự. Trong đời sống xã hội, Franklin cũng có những đóng góp lớn lao. Ông đã lập ra công ty cứu hỏa đầu tiên tại Mỹ, thành lập Viện Hàn Lâm Philadelphia, thực chất là trường đại học. Cùng với tiến sĩ Thomas Bond thành lập Bệnh viện Pennsylvania là bệnh viện đầu tiên ở Mỹ. Cuối thập niên 1740, Franklin bắt đầu các hoạt động với tư cách quan chức chính quyền. Ngoài các chức vụ trong chính quyền thành phố và vùng Pennsylvania, khi đó chưa phải là một bang của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, vì chưa có liên bang, ông còn đảm nhiệm công tác ngoại giao với Anh Quốc và Pháp. Năm 1751, ông được bầu vào Quốc hội Pennsylvania. Năm 1754, Franklin lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tham gia Đại hội Albany. Tại đó, ông đưa ra một tuyên ngôn về liên minh thuộc địa.
Mặc dù tuyên ngôn không được thông qua, nhưng nó là cơ sở về tư tưởng cho hiến pháp hợp chủng quốc sau này. Từ 1757 đến 1762, Franklin sống ở Anh để dành tâm lực cho cuộc đấu tranh chống lại các đặc quyền đặc lợi của một số nhân vật hoàng gia Anh tại Mỹ và đòi quyền lợi kinh tế và chính trị cho các thuộc địa của Anh trên đất Mỹ. Năm 1763, Franklin thay mặt chính quyền Pennsylvania đứng ra dẹp một cuộc nổi loạn. Những người tham gia cuộc nổi loạn này khi đó đang tiến hành một cuộc trả thù tàn bạo đối với những người Indian Mỹ, người da đỏ. Như vậy, Franklin đã giúp người Indian Mỹ tránh được một cuộc thảm sát. Sau vụ đó, Franklin lớn tiếng lên án những quan điểm phân biệt chủng tộc hiện đang khá phổ biến trong dân chúng gốc Âu. Trong các năm từ 1764 đến 1774, Franklin liên tục có mặt ở châu Âu để vận động cho công cuộc giải phóng thuộc địa Mỹ khỏi sự cai trị của Hoàng gia Anh. Đến năm 1775 thì ông trở thành phần tử nguy hiểm nhất trong mắt Hoàng gia Anh. Tháng 3 năm đó, ông rời Anh quốc trở về Mỹ. Ngày 5 tháng 5 năm 1775, chiến tranh cách mạng Mỹ bắt đầu. Trong cuộc chiến này, một số vùng mà sau này là các bang đã liên kết với nhau chống lại sự cai trị của Hoàng gia Anh. Franklin được chọn làm đại diện của Pennsylvania tham gia đại hội thuộc địa lần 2. Năm 1776, Franklin tham gia một ban gồm 5 người soạn thảo tuyên ngôn độc lập trên cơ sở bản của Thomas Jefferson. Tháng 12 năm 1776, Franklin tới Pháp với tư cách công sứ Hoa Kỳ và làm việc tại đó mãi tới 1785. Trong thời gian đó, ông đã thuyết phục chính quyền Cộng hòa Pháp tham gia liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Uy tín của ông ở Pháp lớn đến mức việc treo chân dung của ông trong nhà trở thành mốt. Một người là Lesay Chaumont đã thuê họa sĩ Duplessis vẽ chân dung ông. Đến nay, nguyên bản của bức chân dung này vẫn còn được treo trong phòng tranh chân dung quốc gia ở Washington DC, và đó chính là bản gốc của chân dung ông trên tờ 100 đô Mỹ. Năm 1785, khi trở về Mỹ, Franklin đã trở thành người có ảnh hưởng thứ hai ở đất nước này, chỉ sau George Washington. Những năm tháng cuối đời, ông dành hết tâm sức cho công cuộc giải phóng nô lệ, chủ yếu là người da đen gốc Phi. Franklin là người duy nhất để lại chữ ký trong cả 4 văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ, trong đó có tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Benjamin Franklin cũng có năng khiếu và tham gia hoạt động nghệ thuật. Ông từng chơi mấy loại nhạc cụ và sáng tác nhạc. Ông là hội viên Hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh nhiều năm. 200 năm sau, vào năm 1956, hội này đã lập ra huy chương Benjamin Franklin để trao tặng cho những tài năng nghệ thuật xuất sắc. Về quan điểm tôn giáo, Franklin tin vào Chúa Giêsu. Về đức hạnh, cả đời ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị, khiêm tốn. Benjamin Franklin mất ngày 14 tháng 4 năm 1790 tại Philadelphia. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.